con sắp phổ đi. Bỏ tung nhá. Bỏ tung ơi, bỏ tung. Bỏ tung. Bỏ tung kìa. Bỏ không có quyền chọn được. Nói chung nó tùy hên bài thôi. Sao lại xét thế biết là nó lỗ bài quên đúng không? Chưa còn đặc biệt tích tông bóp. Thế thì còn đi sao? kéo luôn con đi vào 10 rồi còn gì nữa. Con làm luôn đi ngành. Bố làm giúp. Làm giúp phải phục vụ. Con phải phải con này. Kéo con này trước này. Con này điều chỉnh này. Mắt này. Ra con này này. Synchro này. Sao? Xét thêm một nữa. Bố cũng có thể ra được nhưng mà bây giờ con lại có con kia. Con kia. Không muốn đi. Cố lên tay speed rồi thì đều không kéo con tay chơi bóng nữa. Tôi muốn ra quay đen này. Bên này cầu thủ này. Bên 6 6 cuốn. Có con nào đang to để đợi phát dụng người kia luôn. Nhưng bây giờ vấn đề là ra được nhưng mà ok. Sử dụng bài speed roll scratch. Bỏ một lá bài speed roll trên tay số 1. Rồi lấy con speed roll khác. Bố bỏ speed roll nhé. Nếu đâu còn cái gì sao? Cho hầu bây giờ được lấy một quả destroy lên tay. Từ trong đất hoặc một ảnh. Không, lấy lên tay sẽ đi trong đất này. Cái đầu tiên bỏ xuống mộ thì là phải nó không bị giới hạn trong quái thú chứ speed roll cảm mà được. Với speed nhé. Có chơi normal đúng không? Chơi normal. Có normal summon speed roll hostip và kéo trên tay. Kick game train. Chơi bố vẫn kick game rồi, nó không đi game rồi. Thì bố vẫn bố kéo. Kéo được nồi si phải cơ. Nhưng mà bố đẹp. Đấy, hiện tại luôn. Đâu, nhưng mà cái đấy là nó sắp phổ lại đấy. Đi thôi nhưng mà. Đi thôi lên tay thôi. Kéo bố mất được normal rồi. Ra con bảy đi, ra con bảy đi. Bây giờ thì về cơ bản là sẽ được lúc khi đó xuất hiện là bố có 4 lá win nhé, thì bố được excavate 4 lá nhé. Bà. Bỗng lúc đó khi nó nhảy ra là vẫn kéo nhờ con hostage. Không. Thì trên sân. Như con này nó trên trước thì bố vẫn trên không. Trước. Nó vẫn reson. Không. Nó reson sao? Reson thì. Bố đồng ý. Con host đâu? Đây hostage thì lên tay rồi. Thì cái lúc nó đây không. Đây là trên 1 nha. Trên 2, trên 2 kick trước. Nhưng mà nó không không đi thân lên nhưng tay. Nó không là negate được vẫn khác con ạ. Nếu mà là negate thì ok, hiểu chưa? Thì cái này này khi lẩy lên tay thì nó vẫn đi soul. Tức là bố bị để tay nhưng khi nó xuất hiện cái con Phonosi thì nó vẫn là 4 lá. Thực ra bố chỉ được excavate 4 lá, bố chỉ được lấy 1 thôi mà. Thêm một tỷ lệ 1 lá thôi chứ không phải là bố được tất, hiểu chưa? Cho nên là mình cứ lưu ý là cái resoul nhưng resoul này resoul có hiệu lực này. Nhưng nếu con này là mà negate nhá thì resoul sau thì negate là resoul không hiệu lực. Con lưu ý bố cái đấy nhá. Cái đấy rất quan trọng. Bố là resoul 1 thì con là resoul 2. Đúng vậy, nhưng mà khi trước, bố hiểu. Bố phải lên tay trước. Bố mà hiểu. Con này chỉ được 3 thôi. Bố hiểu thế này nhá. Con này nó lên tay thì mới là resoul đúng không? Nhưng con này nó đã xuống sân thì nó đã kéo con này xuống rồi thì chính lúc nó đã tính là resoul có hiệu lực, hiểu chưa? Nhưng nếu con này là resoul negate ấy, thì bố là resoul không hiệu lực. Lưu ý cái đó nhá, rất quan trọng cho cái đánh của mình. Thì bố sẽ được xe viết tối đa là 4 lá. Đây nhá, 4 lá và bố không cần phải lộ cho con.
một lấy lá nào không hiểu thì kim lấy một lá này và ba lá là muốn cho xuống xuống đáy nhé. Tôi cái chuyện đấy nó rất là quan trọng. Bố đấy ra thích trong bóc này có đi ghét không? Không nghe là chưa khả năng chưa quan trọng đó. Bây giờ bố nhiều ấy. Con làm nào ra được con này đánh con bây giờ. À. Có một cái. Con này bị nhiễm thì không bị sao đấy. À, nhưng với điều kiện là bố kích hoạt đi phách. Bố Linh xem ơn. Và kích ép còn được đi kết không? Đâu. Kích ép thì bắt đầu là bạn đi phải là speed run. Chưa. Là không thì cũng có thể hoàn toàn là một bạn đi sky red và kích ép review còn hai lá speed run với tương ứng bằng bằng level 8. Một review này, một cái là Rarozang, một cái là double yo-yo. Con chọn lá nào bỏ xuống? Số 1. Rồi, ok, nào ra. Ồ, hay quá. Ngay lập tức bố được normal summon bằng effect của Ben Shooter. Và bố kéo một lá level 3 hoặc thấp hơn ở dưới. Con kick ép miễn nghĩa. Lôi đam về. Bố như thế không kick ép đâu mà nhiều vô mà là sai. Được nhưng mà không kick ép còn không thể lấy đam được. Nó vẫn phải kéo à? Ok. Oh, thật là bi diệu. Sao đấy tôi chưa bao giờ có được con 4.400 nha. Bây giờ 4.400 à? Thế thì bây giờ đến đây. Hết lượt nó mới chuyển đến băng. Nào rồi bạn ơi. Bạn ơi bạn ơi. Thế nào rồi? Có việc để tôi thử tấn công à? Tấn công. Chứ không có thủ đâu. Bây giờ bố nhảy sky red ra. Bố kích ép thứ hai chẳng hạn mà như ghét toàn bộ thì con lại trên. Con trên con tiêu diệt và nó destroy luôn bởi con trên 2. Thế bây giờ ra trước phần lợi thế quá mà. Đi trước. Ok, có synchro summon. Sky red. 4. Sky red. Thì thế phòng 7 là sao ra sky red được con? Ờ, 2 con kia 4. 2 con 4. Đâu? À, thích cái món nhé, à, Ultra Home nhé. Nó nào bắt đi. Thế à? Ok, đúng hay sai là nếu mà không kích ép đâu mà vô vô chả sao nó có bắt kịp. Ôi hay nha. Mới chuẩn bị tạm biệt cả 4 con đi nhá. Ba con thôi. Cú sốc kinh dị. Bộ không có ni get spell đâu. Con chọn ba lá. Đâu tôi đang hai lá thôi. Lên đến luôn mà. Lên đến hai con nhìn xem. Lên đến hai nhìn. Lên đến hai. Bạn nít cái gì? Yêu diệt con chọn hai con chọn con kia thì không được. Có một cái tay đi ghét trên nhiều quá. Bắt lên thì chưa biết. Xài quá xài đẩy được đâu không là quả đấy muốn diệt được đấy.
bố ra được direct là bố không kích ép nó hết, là con không thể miễn nhiễm được. Nhanh, speed down. À không, nếu như nếu như bố không kích double yo-yo thì con sẽ kích ép miễn nhiễm với con này thì con lấy nhìn về bố vẫn. Ơ sao bố lấy cái này ra vậy? Đây đây, bố sử dụng speed recovery. Ấy bố kick ép đúng không? Đúng không? À con bị miễn nhiễm. Kick ép của spell là sao con miễn nhiễm rồi? Con chỉ miễn nhiễm. Bố chọn kick ép con này. Ừ, đúng rồi, con miễn nhiễm à? Miễn nhiễm, lôi đám. Bố okay, nhìn okay. Về đây. Thì bố có 2 lòng nhìn nhá. Con có 4.000. Lá này bố cho xuống đáy này. Lá này rất là quan trọng của con. Chỉ cần grab thêm lần nữa thôi là người sẽ thua. 4.000. 4.000. Dùng hết mình đi. Skyrack của con là con. Còn con. Mình nghĩ em nó phải tăng quá. Con còn một tay nữa. Mình công năng 4.000. Có con nào kích em ở dưới không? Thế đó. Có con luôn không, có con chơi không? Bây giờ ba nít. Nhưng mà muốn là ra con đấy để làm gì con? Bây giờ ra được cái con ấy, con kia. Nhưng mà nhỏ. Nhưng mà con Kyrick nó hết rồi. Kyrick hết rồi. Còn nếu con ấy là level mấy nhỉ? Con nào một? Cái con mà Stardust Warrior, cái con nhỏ như vậy. 10 á? À, 6. Mới định ba nít nào đi thì gọi con 6 con đếch ra. Không được. Không được. Con này đang 4.000 thì sợ ai nữa. Dở quá là dở luôn. Bây giờ bố có thể ra được Kyrick rồi đấy. Nhưng mà dâu bố lại quên lại kích ép lại quên kích ép Excavate. Nhưng mà bây giờ ra Rider bao nhiêu nhỉ? Dạ? Con Rider bao nhiêu nhỉ? À, con này đang bao nhiêu nhỉ? 10. Không, tôi đang nói là cái tiền công của 4.000. Rider có 3.500 thôi. Thì nếu mà giờ ra pick up thì chết. Thì vẫn ra Rider bây giờ cũng vẫn chết. Mà bố sẽ không pick up xuất sắc. Không xuất sắc. Thế là 3.500 thì 4.000 thì sao được? Phải đánh sơn ra một con thần lớn luôn. Người này hết con 10 rồi. Đâu cần gì ra con 10, con ra con 7 con đánh. Ờ. Tính sai. Mà bồ là đánh sơn ra phát là ra được ấy rồi, ra được. À. Thôi. Bây giờ mình ra Rider đấm được phát chết không nhỉ? Bố 4 con này. Mình ra con 6. Ôi, nếu như Rider ra con 6 thì sao? Ra xuất sắc 6 ấy. Nói chung là tối đa. Tăng bao nhiêu? Con cứ nhân 500 lên. Cứ một nút là 500, 6 nút là 3.000 thì thành 6.500. 6.500. Định OTK. Định OTK được. Nhưng với điều kiện là con sắc tối đa được 4 thì con mới giải, mới dọn sân bố được. Nó không đơn giản. Nó là gacha mà. Phải sổ số. Thì con cũng đang được đánh sổ số này. Ra được, nói chung là ra trong tiềm tay. Ra trong tiềm tay. Vẫn như mọi khi.
ăn sụp sạch là bay hết luôn. Ê! 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 Không, đây là 27 rồi. Không, không, không. 35 rồi, được 8 rồi. Ờ! Con này nó chỉ miễn nhiễm rồi đúng không? Được, con có thể chọn miễn nhiễm với con đó được, con không chết. Miễn nhiễm và được, con được. Con Kyrex không chết. Đúng. Ồ. Đấy, con đang xem kia nó nghĩ được cái trò này không. Normal ra tay nó top nó cũng được mà. Nãy khi là mày normal hoặc special mà. Hiện tại đang TCG với lại OCG đang limit rồi, có một lá thôi, kiểu nó top rất là mạnh luôn. Normal. Ni 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 ni. Bố biết con đấy à? Bố biết, biết kiểu đấy nhưng mà đang để xem là kia nghĩ được không? Và ta là kẻ duy nhất đã có chỗ ổn biệt luôn. Ừ, nhưng mà làm sao con ra được Kyrex? Con định ra Kyrex thì làm sao ra được Linh 18? Con định ra Kyrex á? Vâng. Ra của gì? Chơi gì? Linh 18 à? Bố tưởng là trên tay con gì nhảy sân được. Ra con 2002 đủ win chưa nhỉ? À, thế thì Kim ra cái rách, bố lại tưởng là Kim trên tay còn có con nào? Trên tay là hết rồi. Ấy khoan, được điều chỉnh liver đúng không? 2500 tấn công 1000, mất 1500, 3000 tấn công 1001, 1500 cộng với 2009 vẫn chưa đủ win. Thôi, đây nghĩ là Chanbara vậy. Đấm nhân nó. Hay là Chanbara lên 1 năm. Nhưng 1 năm thì dễ thôi. Chờ tí. Có một thịt cà được mấy cành. 3.000 đấm 1.000 mất 2.000. 2.002 đấm 1.001. Ok, bây giờ cái mất 1.001. Chưa cho OTK để mình đánh đi. 3.001, ok. Chọn hết. Ây quan! Chứ bút là nó gọi Thunder mà, không yêu cầu Liver mà. Nó gọi chất lượng bóng là lợi của nó. Lợi 4 rồi 3 được được. Một speed mấy cậu Thunder. Mấy cậu Liver mấy vậy? Mấy cậu? Đấy, con này nó, con lưu ý nó có sang được, nó có hút được đấy không? Gì? Nó có kích được khi SS không? Có. Ờ, thế được. Hút con nào? Con hút con nào ạ? À? Hút con này. Chúng cứ để đây đi, là nguyên liệu chúng tôi xong thì cứ chạm vào sân rồi. Thế lợi hơn, nếu dọc sân được thêm một lá đỡ. Quá lợi. 1002 đấm được thêm 1001. Con đấm con nào đi nhanh. Sang con Lê này. 3000 tấn công con này. 1002 tấn công con này. À chủ 1002 không sao. À con không, lần này bố vẫn chết hai con này. Chanbara tấn công. Đấy lượt 1001. Không, con đấy là thành 2002, 2004 rồi, 2004 rồi, cũng mất 1003. 1003 rồi tiếp theo. Con đánh hai lần rồi còn gì nữa. Lần đầu là 2002. Tính sai mà. Bên phi 2. À! Chờ tí, chờ tí. Ui dồi. Thế mà không nghĩ. Có con này mà. À ừ. Tôi liên hết. Bố toàn bài triệu ổn nghiệp đúng không? One burn win. Làm luôn à? Làm luôn. Đi, thì, đi giảm liver của con nào? Giảm liver con nào? Bất kỳ. Chọn con này. Thành liver chìm. Ra 4 nữa. 4 thì cũng không để rồi, bỏ rồi. Cho sửa đấy, tại vì cái con này nó yếu quá. Linh nhá. Ừ, Linh. Linh. Sao sao? Có KF luôn không? KF luôn, bà nhí. Đấy, bà nhí 4 này tại vì nó hướng. Không lấy bạn. Review hai con đủ hành đi vượt tả, hành đi vượt tả. Một con 5, một con 3 được, một con 6, một con 2 được, một con 7, một con 1 được, thoải mái luôn.
Nhưng mà cái điều kiện normal summon nó sẽ như bình thường. Nếu con normal nó còn một chút bút, ví dụ sao? Đó bùi gấp 10 lần. Còn 3 nữa. Thì còn con 5. Có con 5 không? Cái gì đã có con 5? Thế đáp bởi nhiều ở level 4 thì mình nặng. Bố đã nhìn rồi. Con không biết luôn rồi. Đá này xuống 1. Tiếng đúng không? Có để nó mù hoặc không? Không có chứ. Có thể. Anh chưa? Chờ tí, chờ tí. Vội dở. Không biết con có nào kích được xuống 1 rồi. Ừ, trận này bố không lôi được đen đen ra, con không lôi được đen đen ra. Ra. Sử dụng pin pen được Windows. Khi gần đấy chắc chắn là con trên đi cho luôn. Nhưng bố vẫn phải trả phí. Vẫn phải trả phí, đau. Cũng không đau à, lắm không đau. Vẫn lôi được bài vào. Con còn cái miễn nhiễm lôi đam được mà. Bắt thử bác xem lại nhé. Hi, yeah. Có vẻ hôm nay mình hơi may, ăn may rồi nhỉ. Nhưng mà bố bị lỗi mà hai phát là cái lúc mà cái con Skyrex mà bố không kích ép là bố bắn. Con Punzo này. À, Punzo có à?